Và các bạn biết sao không? Đại đa số chúng mình thì thường sẽ thất bại ngay ở cái bước đầu tiên này, bởi vì chúng mình thường sẽ có xu hướng chỉ tập trung vào phô trương những thành tích học thuật cũng như những thành tích hoạt động ngoại khóa mà chúng mình đã từng tham gia. Hello hello hello, xin chào mọi người, lại là mình Thùy Bèo đây. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về trải nghiệm xin học bổng đi du học Anh Quốc của mình. Và như một số bạn có theo dõi kênh Thùy Bèo đây thì các bạn cũng có biết là mình có chia sẻ mình đạt được học bổng 50% của NTU, Nottingham Trent University. Và đây cũng chính là mức học bổng cao nhất của trường mình dành cho sinh viên quốc tế. Và các bạn cũng có hỏi mình là thế xin học bổng đi du học Anh Quốc có khó không? Thì câu trả lời của mình là nó khó một cấp độ nào đó đấy. Bởi vì mình nghĩ là chúng mình phải thể hiện rất là nhiều điều cùng một lúc trong cùng một cái hồ sơ xin học bổng, trong cái bài luận xin học bổng của chúng mình, từ khả năng tư duy, khả năng ngôn ngữ cho đến những thành tích về học thuật cũng như là hoạt động ngoại khóa mà các bạn đã đạt được. Thế nhưng mà mình nghĩ nếu mà khó thì mình sẽ tìm cách cố phải không nào? Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bí kíp mà mình đã sử dụng để có thể chinh phục được bài luận học bổng và đạt được học bổng du học Anh Quốc nha. Gọi là bí kíp thì nghe nó hơi cao siêu, nhưng mà theo kinh nghiệm của cá nhân mình, trải nghiệm của cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu các bạn áp dụng 5 tips này thì bài luận học bổng của các bạn chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều đó. Và sau đây sẽ là 5 tip mà mình đã áp dụng vào bài luận xin học bổng của mình để chinh phục mức học bổng cao nhất của NTU. Điều đầu tiên, trước khi bắt tay vào làm một bài luận học bổng thì các bạn cần phải nghiên cứu rất là kỹ về đối tượng của học bổng đó. Học bổng đó đang cần tìm kiếm những người như thế nào và đối tượng của học bổng này là những ai. Cái mình muốn nói ở đây đó chính là sự phù hợp. Có những học bổng thiên về học thuật rất là nhiều, muốn tìm kiếm những bạn có thành tích học tập thật là tốt, tức là thành tích học thuật của các bạn càng khủng càng là lợi thế của các bạn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều học bổng hướng đến sự phát triển toàn diện, muốn tìm kiếm những ứng viên cân bằng được cả hai yếu tố học thuật và thành tích học tập ngoại khóa. Thế nên trước khi bắt tay vào làm bài luận học bổng thì chúng mình cần phải định hình được ở trong đầu đó là một cái chân dung, một cái con người mà cái học bổng này nó đang tìm kiếm, để từ đó mình phát triển bản thân mình, phát triển cái bài luận học bổng của mình làm sao để chứng minh rằng mình là một ứng cử viên phù hợp với cái học bổng đó. Thế nha, yếu tố đầu tiên đó là hiểu được đối tượng của học bổng và định hình được sự phù hợp của bản thân mình đối với học bổng đó. Bởi vì với cá nhân mình ý, thành tích nó vô cùng lắm, học thuật cũng vô cùng lắm. Mình giỏi rồi nhưng vẫn cũng sẽ có người giỏi hơn, rất nhiều người giỏi hơn mình là đằng khác. Thế nên chỉ khi mình hiểu được và mình đảm bảo được, mình chứng minh được bản thân mình phù hợp với học bổng đó thì mình mới nắm trong tay nhiều cơ hội chiến thắng. Thứ hai, đó là bài luận học bổng phải nêu bật được tính cách, con người của bạn. Hay nói cách khác, nó phải khắc họa được hình ảnh chân dung của bạn, làm toát lên được bạn là người như thế nào, tính cách bạn ra sao, ước mơ hoài bão của bạn là gì, bạn đang theo đuổi điều gì trong cuộc sống. Tức là đọc xong thông qua cái bài luận học bổng đó, người ta phải hình dung ra bạn là một con người năng động tự tin, hay là nội tâm cảm xúc, hay là work hard, play harder. Bất cứ điều gì cũng được về con người bạn. Bạn phải làm thế nào để thông qua bài luận học bổng đó, người ta đọc xong người ta hình dung được về con người bạn, tính cách của bạn ngay cả khi người ta chưa có gặp bạn ở ngoài đời. Và các bạn biết sao không? Đại đa số chúng mình thì thường sẽ thất bại ngay ở cái bước đầu tiên này, bởi vì chúng mình thường sẽ có xu hướng chỉ tập trung vào phô trương những thành tích học thuật cũng như những thành tích hoạt động ngoại khóa mà chúng mình đã từng tham gia. Tôi đã làm cái này, làm cái kia, đạt được danh hiệu này, thành tích kia. Thế nhưng bạn tưởng tượng hội đồng xét học bổng, một ngày họ đọc không biết bao nhiêu hồ sơ và bài luận như thế, không chỉ các bạn đến từ Việt Nam mà còn rất nhiều bạn đến từ các đất nước khác trên thế giới nữa. Và thành tích thì nó vô cùng lắm. Chưa kể mỗi đất nước, mỗi quốc gia trên thế giới lại có một cái hệ thống học thuật rồi thành tích khác nhau. Có những cái giải thưởng rất là to ở Việt Nam nhưng mà người ta đọc người ta lại không có biết nó to như thế chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế nên là làm nào để bạn trở nên nổi bật giữa tất cả những người có những thành tích học tập cũng như ngoại khóa khủng như vậy mới là điều quan trọng, đúng không? Và không đâu khác đó chính là tính cách con người của các bạn. Thế nên điều đầu tiên, hãy cố gắng thể hiện con người, tính cách của các bạn nha, ước mơ hoài bão của các bạn, để cho họ thấy được rằng bạn là một người như thế nào và bạn muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai. Thứ ba, để bài luận học bổng của các bạn trở nên nổi bật và ấn tượng hơn thì các bạn nên xây dựng một câu chuyện hoặc một chủ đề xuyên suốt bài luận học bổng của mình. Đó có thể là một điều gì đấy đã làm thay đổi tư duy của bạn, thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi nhận thức của bạn để bạn có thể bứt phá và đạt được những điều lớn lao hơn.
hoặc là cũng có thể là những câu chuyện truyền cảm hứng cho bạn để khiến tại sao bạn lại muốn đi ra nước ngoài, tại sao bạn lại muốn đi du học. Và quan trọng là bạn phải link được câu chuyện đó với ước mơ đi du học của các bạn để chứng minh được rằng là bạn có một động cơ tích cực cho việc đi du học, và du học sẽ là con đường để bạn chinh phục được ước mơ trong tương lai của mình, hoặc chỉ đơn giản là để bạn thỏa mãn được đam mê của bản thân cũng như là trở thành một con người tốt hơn so với phiên bản của mình ngày hôm nay. Bởi vì mỗi chúng ta khi đi du học thì sẽ có một động cơ, một mục đích đi du học khác nhau. Thế nên cái mà bạn cần thể hiện thông qua câu chuyện của mình đó chính là du học sẽ giúp bạn hiện thực hóa cái ước mơ của bạn như thế nào, hay là du học sẽ giúp bạn trở thành một cái con người mà bạn muốn hướng tới trong tương lai như thế nào. Tức là nói nôm na là chúng mình phải chứng minh được mối quan hệ của việc du học và cái hình mẫu lý tưởng mà chúng mình hướng đến. Và nếu giả sử bạn có ước mơ mở nhà hàng, mở bệnh viện, mở trường học hay gì cả, thì các bạn cũng đừng có ngần ngại thể hiện điều đó vào trong cái bài luận học bổng này. Vì việc mà các bạn dám nói lên ước mơ của các bạn, dù nó to hay nó nhỏ, nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc bạn nói rằng là sau khi tôi đi học xong thì tôi sẽ mang một cái đầu với những cái kiến thức như này về để tôi làm cho công ty này, công ty kia và phát triển trong lĩnh vực chuyên môn. Thì nghe rất là nhàm chán đúng không? Đó. Điều thứ tư và cũng là điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải thể hiện trong bài luận học bổng của các bạn đó chính là nếu có học bổng thì các bạn sẽ làm gì? Bạn đừng ngần ngại thể hiện ra điều đó. Thực ra mình nghĩ đây cũng là một câu hỏi khá là phổ biến trong các bài luận xin học bổng của các trường tại Anh Quốc, bởi vì hội đồng nào cũng sẽ muốn biết nếu ứng viên của họ có được học bổng đó thì họ sẽ cảm thấy như thế nào. Thế nên ở phần này không phải kể khổ gì đâu, nhưng bạn hãy chứng minh là học bổng này rất là cần thiết đối với bạn. Bởi vì có học bổng này thì bạn có thể giảm nhẹ được gánh nặng tài chính, có học bổng này thì ba mẹ sẽ tự hào về bạn, có học bổng này thì bạn sẽ mới có thể đi du học được. Bởi nếu không có học bổng này thì cái áp lực tài chính là quá lớn, thậm chí là không có học bổng bạn cũng không có thể đi du học được. Ví dụ như vậy, tức là bạn đừng có ngần ngại thể hiện ra là cái học bổng này nó cần thiết đối với bạn. Hoặc đơn giản mà nói, các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ rằng là nếu có học bổng này thì các bạn có thể giảm nhẹ được áp lực tài chính và các bạn có thể tập trung toàn bộ cho việc học mà không phải đi làm thêm quá nhiều. Bạn cũng có thể chứng minh học bổng này không chỉ mang lại giá trị vật chất cho các bạn mà còn có rất nhiều giá trị tinh thần cho các bạn nữa. Như là nếu đạt được học bổng này thì ba mẹ sẽ rất là tự hào về bạn, bạn là người đầu tiên trong dòng họ, trong gia phả nhà bạn có được học bổng đi du học, đi nước ngoài. Đó, thế nên chúng ta cần phải hiểu rằng ở phần này thì người ta muốn mình thành thực với chính bản thân mình. Ở phần trên chúng ta có thể vẽ ra rất nhiều câu chuyện, rất nhiều ước mơ, hoài bão lớn lao cao cả. Nhưng ở phần này thì thành thực với chính bản thân mình nghĩ sẽ là một điểm cộng cho tất cả các bạn. Và điều cuối cùng để có một bài luận hiệu quả giúp các bạn hiện thực hóa được giấc mơ du học Anh Quốc của mình đó chính là khả năng ngôn ngữ. Chắc chắn rồi phải không nào, một ý tưởng hay không thể nào mà được diễn tả một cách hoàn hảo hay là trọn vẹn trôi chảy được nếu mà khả năng ngôn ngữ của bạn yếu. Vậy nên hãy cố gắng trau dồi khả năng tiếng Anh của các bạn mỗi ngày nha, cả nói cả viết, bởi có những trường ngoài cái việc viết luận học bổng ra các bạn còn phải trải qua thêm một vòng phỏng vấn nữa. Các bạn cũng có thể nhờ những người giỏi tiếng Anh, bạn bè, thầy cô check giúp bạn bài luận học bổng, sửa lỗi ngữ pháp hoặc là chỉnh sửa câu chữ sao cho nó phù hợp với văn phong tiếng Anh hơn. Hoặc là bạn có thể cầm cái bài luận của mình lên và đọc. Như mình ấy, mình hay cầm lên và đọc thành tiếng, bởi vì mình cảm thấy rằng là khi mình đọc ra thành tiếng thì mình mới cảm nhận được cái cảm xúc ở trong cái bài đó. Cũng như khi mình đọc lên rồi thì mình mới cảm nhận được là cái câu của mình nó có thực sự là trôi chảy không, kể cả về mặt ngữ nghĩa lẫn cái phần phát âm ấy. Nên là đọc lên mà mình thấy câu nào nó cứ trúc chắc trục chặt quá, nó không trơn ấy, nó không trơn tru, không trơn mồm ấy, không xuôi ấy, đấy thì mình sẽ sửa, kiểu như vậy. Mình thì mình hay đọc như vậy nên là các bạn cũng có thể thử xem nha. Ai dô, vậy là trong clip ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn 5 bí kíp để có thể có một bài luận học bổng ấn tượng hơn rồi. Và mình hy vọng là bạn nào đang có dự định đi du học Anh hoặc là đang nhắm những cái học bổng đi du học Anh Quốc thì các bạn cũng có thể áp dụng những tips này của mình vào bài luận của các bạn để có một bài luận ấn tượng hơn nha. Những chia sẻ của mình trong clip này thì đều dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình và mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment ở phía dưới hoặc inbox cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của Thùy Béo đây. Mình phải chạy deadline tiếp đây. Bye bye. À đừng quên subscribe nha, vì mình sẽ còn quay lại với rất nhiều clip nữa. Bye bye.